Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Dung để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai quý vị. Chào em. Dạ em chào anh Tuấn, em chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước. Em tên Dung, em ở chợ gạo Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0335049884, cũng là số Zalo. Em mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ cho em. Hình thức của em là bao sóng bao ship toàn quốc luôn. Thì hôm nay mình trước khi vào quay số cây lẻ mình có cái lô giới thiệu cho quý vị một cái lô cây đấy quyết biệt luôn, quý vị giá bao rẻ cho quý vị luôn. À, để ha. Thì để đây quý vị. Quý vị ngắm nghĩa ha. Lô này tổng cộng bao nhiêu cây em? Dạ lô này là 21 cây luôn thầy. 21 cây. À. Quanh nó dao động sao đây em? Quanh dao động từ 5 tới 12. Dạ. Để đẹp không à quý vị ơi, 21 cây. Giao lưu nha em. Dạ, cái lô này em giao lưu 21 cây này là 800 bao ship. 800 à? Dạ. Mà bao ship luôn. Dạ. Để web web luôn. À. Giá bao rẻ cho quý vị lô này luôn. Để đặt kẹo ha. À. Nhiều cây đây nè. Có 800 hả em? Dạ 800 thầy. Quá rẻ luôn ha. Dạ. Rồi mình qua một số cây lẻ đây quý vị. Là mã số 1 ha. Dạ. 2 cây. 1A thầy. 1A. Chiều cao 38, chiều cao này 50. Rồi. Hoành 16. Cây này hoành 19 rưỡi. Rồi xe xe luôn. Dán giống nhau luôn. Để luôn à quý vị. Rồi giao lưu như em. Dạ mã số 1A này giao lưu 2 cây này 500 bao. Rồi, ship 2 cây 500 bao ship luôn. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi 2A. Chiều cao là 54. Cái hoành là 16 rưỡi. Rồi. Đế luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ 2A này em giao lưu 350. Rồi, xuống cây. Rồi, 3A. Dạ chiều cao là 50. Cái hoành là 18. Rồi để luôn à quý vị. Rồi giao lưu như em. Dạ 3A này em giao lưu 300. Rồi xuống cây luôn. Rồi 4A. Dạ chiều cao là 65. Cái hoành là 17. Rồi để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, mã 4A này em giao lưu 250. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, 5A. Chiều cao là 85. Cái hoành là 18. Tay cành đều luôn. Rồi, củ đế luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nha em. Dạ, mã 5A này giao lưu 400. Rồi, cây luôn. Tiếp theo luôn. 6A. Chiều cao là 70. Hoành là 18 rưỡi. Rồi, để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 6 này em giao lưu 350. Rồi, xuống cây luôn.
Rồi, mã số 7. Chiều cao là 42. 7A nha quý vị. Dạ, 7A. Hoành là 23, yếu một xíu. Rồi, 23 yếu một xíu rồi quý vị ơi. Rồi, để luôn ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 7A này giao lưu 400. Rồi, cây luôn, 400 ngàn. Rồi, 8A. Chiều cao là 47. Hoành là 20. Rồi, để em nói luôn quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 8A này giao lưu 400. Rồi, xuống cây, 400 ngàn. Rồi, 9A. Chiều cao là 82. Cái hoành là 18. Rồi, tay cành luôn quý vị. Tay cành cũng đều nè ha. Rồi, đế luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 9A này giao lưu 400. Rồi, xuống cây luôn, 400 ngàn. Chiều cao là 50. Hoành là 18. Rồi, mã số 10A nha quý vị. Rồi, đế luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 10 em giao lưu 300. Rồi, xuống cây luôn, 300 ngàn. Rồi, mã số 11A. Chiều cao là 76. Hoành là 18. Rồi, tay cành luôn rồi quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 11 em giao lưu 300. Rồi, xuống cây, 300 ngàn quý vị. 12A. Chiều cao là 85. Hoành là 24. Rồi, 24 hoành, tay cành đều. Tay cành bự bự không à quý vị ơi. Rồi, đế luôn. Đế cũng đều đây ha. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 12A này em giao lưu 700. 700 à. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 13A. Chiều cao là 84. Hoành là 19. Rồi, tay cành quý vị. Rồi, đế luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 13A này giao lưu 300. Rồi, xuống cây luôn, 300 ngàn. Chiều cao là 48. Hoành là 19. Mã số 14A nha quý vị. Rồi, để quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 14A giao lưu 450. Rồi, 450 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 15A. Chiều cao là 25. Cái hoành 22. Rồi, 22 hoành. Đế à quý vị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 15A giao lưu 400. Rồi, 400. Rồi, xuống cây luôn. Số 16A. Chiều cao là 62.
Cái hoành là 18. Rồi. 18 quá. Rồi, phụ đế quý vị. Rồi, Zalo nhiêu đây em? Dạ mã 16A Zalo 450. Rồi, 450.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 17A. Chiều cao là 42. Hoành là 22, 21 rưỡi. Rồi, 21 rưỡi của anh. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 17 sao giao lưu 650. Rồi, xuống cây, 650 ngàn. Chiều cao là 67. Hoành là 17. Rồi, mã số 18A nha quý vị. Này để quái á. Dán bài bài. Giao lưu như em. Dạ, mã 18A giao lưu 300. 300. Rồi, xuống cây luôn. 19A. Chiều cao là 38. Hoành là 14 rưỡi. Đế à quý vị. Đấy, nhìn quay quái ha. Cổng to dắt qua đây. Rồi, giao lưu như em. Dạ, 19A giao lưu 250. Rồi, 250. Rồi, xuống cây luôn. Chiều cao là 52. Hoành là 21. Rồi. Mã số 20 hoành 21. Cụ đế luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ mã 20A này giao lưu 550. Rồi. Xuống cây, 550 ngàn. Chiều cao là 76. Cái hoành là 21 rưỡi. Mã số 21 nha quý vị. Rồi, quý vị có nghe kỹ thân cành em này ha. Em này cái lưng nó có dấu hiệu gì đây. Dừng em. Đây quý vị. Đó ha. Rồi, sẽ tiếp luôn. Rồi, đế luôn. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, 21A giao lưu 450. Rồi, 450. Rồi, xuống cây luôn. Chiều cao là 52. Cái hoành là 19 rưỡi. Rồi. Đấy. Rồi, giao lưu như em. Dạ mã 22A này giao lưu 300. Rồi, 300 rồi quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Chiều cao là 52. Cái hoành là 20 rưỡi. Rồi, để luôn à quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 23A này giao lưu 650. Rồi, xuống cây, 650 ngàn. Chiều cao là 68. Cái hoành là 18. Mã số 24A nha quý vị. Đây, tay cành em nói ha. Rồi, để em nói luôn.
Rồi, vô lưu nhiêu em? Mã 24A nè, em Zalo 300. Rồi, ok, 300 ngàn. Rồi, 25A. Chiều cao là 74. Hoành là 21. Rồi, tay cạnh luôn quý vị. Rồi, để em nói luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 25A, em giao lưu 400. Rồi, xuống cây luôn. 26A. Chiều cao là 42. Hoành là 23,5. Rồi, để em nói luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 26 này em giao lưu 550. Rồi, 550 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 27A. Chiều cao là 54. Hoành là 18. Rồi, để nó cái gì? Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, 27A giao lưu 250. Rồi, 250 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 28A. Chiều cao là 90. Hoành là 24,5. Dạ, mã 28A này em giao lưu 800. Rồi, 800. Rồi, xuống cây. Số 29A. Chiều cao là 68. Hoành là 18,5. Dạ, 29A này em giao lưu 250. Rồi, xuống cây luôn. Số 30A. Chiều cao là 82. Cái hoành là 18,5. Tay cành đều luôn nè quý vị. À, tay cành đều đen ha. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, 30A này em giao lưu 300. Rồi, xuống cây luôn, 300 ngàn. Chiều cao là 50. Hoành là 16,5. Rồi, mã số 31A. Em chân dài luôn. À, đây, bộ chân ha, dài ghê ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, 31A này em giao lưu 250. 250. Rồi, okay. Chiều cao là 70. Hoành là 19. Rồi, mã số 32. 19 hoành. Rồi, để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, 32 này em giao lưu 300. 32A. Rồi, xuống cây luôn. Chiều cao là 60. Chú Hoành là 18,5. Rồi, 18,5 Hoành, mã số 33A. Này có cái cũ. À, cụ đế ha, bự. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, 33A, giao lưu 600. Rồi, 600 của cái gì? Rồi, xuống cách.
Mã của clip luôn thầy. 34 nha. Chiều cao là 52. Cái hoành là 18,5. Để luôn. Để không bự bự luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ 34A nè, em giao lưu 400. 400 ha. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý mã số nào alo trực tiếp cho em Dung ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình biết sao.